Đây còn đây thì chậm lẻ luôn, ăn lúc mở luôn à. Xa bơi khủng khiếp ha, xa bơi nhanh. Xa bơi này 1 phút 3.600 vòng luôn ha nè. Lúc mở luôn. Chín ba này tài xế ăn lúc mở luôn nè. Hàm này hàm 95 luôn anh em ơi. Còn trên lẻ trên đầu trên cũng khiếp chạy luôn. Đúng là tốc độ luôn á. Luôn anh em ơi. Mình ở đây làm không đồng lộ anh em. Ở bên kia cắt vừa xong. Ủa gì ta? Có lẽ cọc không kịp. Rồi lúa này trúng quá cọc không kịp. Qua wow, xe kéo này nó to hết hồn luôn anh em ơi. 1, 2, 3 lớp. 2 lớp rưỡi. Chính giữa bọn hóc à. Bắt đầu chuẩn bị leo đê lên luôn à. Xe này cũng cỡ 80 bao á, chứ không ít đâu. Qua bên đây nhiều hơn bên kia. Rồi, 93 cũng đang đi xuống đây luôn anh em ơi, trăm lẻ còn nằm ở trên. Còn chạy khủng khiếp luôn. Hàm này hàm 95, không có ngồi sao giữa anh em ơi. Lúa trúng máy nặng, máy nó tự đi. Máy này là cũng của máy idol anh em ơi. Lúc trước mang bánh 9, bây giờ mang còn cái bánh 8 à. Lúa trúng quá. Bánh 8 nhưng mà chạy cũng ok nè. Quá dữ luôn ha. Hơi khủng luôn. Ôi trời, cao dữ ha. Rồi, đây trăm lẻ cũng mới cập. Chuẩn bị lên anh em ơi, xe kéo lên trước. Thank you.
thì hai cây 9300 cũng mới bồi, cũng mới giúp phà đang bò lên nè. Rồi 93 cũng đang xuống đồng luôn, đang sẵn bao chuẩn bị anh em ơi. Còn 100 cũng đang chuẩn bị luôn, đang tới đồng, đang khởi động luôn anh em ơi. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đến Kinh Dũng miền Tây mình ha. Thì ở đây 100 với 93 anh em, thì hai cây cũng đang xuống đồng hết, nhưng mà một cây cắt một lô anh em ơi, đang khởi động luôn nè. Máy này chạy cũng tốc độ lắm anh em ơi. Cũng tiếp lắm. Rồi 93 cũng đang đi xuống đồng luôn. Hai cây đang đua tốc độ luôn nha anh em. Máy này chạy trước. Thì nào nghe hai máy chạy, hai chạy riêng lô anh em ơi, không có chạy chung. À, máy này cũng khủng khiếp ha, dàn bư này cũng nhanh dữ lắm nhanh nè. Còn 93 cũng không kém gì. Bên này là hội ngộ giữa 93 100 luôn. Thì 93 cũng đang mở vạc bên đây nè anh em ơi. Máy này chạy cũng tốc độ lắm luôn á. Cắt lúa rất là đẹp. Đang vá cặp cái bờ luôn nè. Máy này lúc trước thì mang bánh 9, bây giờ mang bánh 8 anh em ơi. Tại vì lúa vụ này công 1 tấn, hơn 1 tấn á, mấy người hứng không kịp. 100 này cũng đang đi xuống anh em ơi. Bữa nay 2 cây 93 100. Ngày bên đây thì đang thu hoạch bên kia lúa còn xanh anh em ơi. Lúa này ở đây vụ này là lúa trúng dữ lắm, trúng luôn. Công từ 20 đến 22 bao. Trăm lẻ này hơi còn thấm quá ha. Cục kịp luôn không? Bắt đầu sẽ kéo tiếp tục đi gom lúa. Lúa ở đây trúng quá trúng rồi, bông quằn sai hết luôn. Rồi tiếp tục cắt nữa. Hơi khủng khiếp thời ha. Hơi quá ấm luôn. Lúa nào nghe lúa này trúng quá trúng máy, chạy nặng máy quá anh em ạ. Trăm lẻ này thì cũng đang đi xuống. Lúa này nào nghe bông quằn sai luôn anh em ạ. Trúng khủng luôn á. Nhìn dàn bông cũng kép luôn ha. Lúa này rất là đẹp luôn. Đang đi xuống luôn anh em à. Độ chạy cũng khá là nhanh, khủng khiếp luôn á. Kèn kêu luôn, cầu không kịp. Còn 100 cũng đang đi lên luôn nè anh em. Ôi, hơi dữ dàng luôn ha. Cũng khiếp, cái dàn bư nó rất là nhanh luôn á.
thứ gì chịu nổi châm lẻ không, lúa chúng mà chạy cắt rất là đẹp. Còn 93 cũng đang lên tới đây luôn à, cũng đang chuẩn bị đi lên luôn. Kéo đang bấm tốc độ đi theo 93 luôn à anh em, khủng khiếp không. Rồi xe kéo bên 100 này chắc 2 lớp rồi, sau được 3 lớp đang chuẩn bị leo đê đi lên nè. Xe này dài khủng khiếp luôn ha. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 1 hàng 14 vào. Cấm bóc đầu luôn rồi, bóc đầu. Dữ dằn không? Tài xế xe kéo chạy bóc đầu luôn. Quá dữ. Lên đề cao dữ nha. Hết hồn xe bự. Dè chừng lọt đó. Đằng này cái bờ kinh nhỏ xíu anh em à. Ăn lúc mở luôn. Lúa này trúng như lắm trúng luôn anh em à. Hơi quá dữ cái hơi. Khủng khiếp luôn. Tao bấm tốc độ đi lên luôn anh em ơi. Nằm ngay ở đây thì mỗi một máy cắt một lô ha. Một lô 20 công. Lúa còn vàng đồng hết luôn, hai xe kéo gom liên tục luôn anh em ạ. Cũng khiếp lúa ha, lúa này chúng ghê lắm. Lúa này từ 22 đến 23 bao ạ. Chín ba này hơi còn cũng ấm quá ấm nè, chắc cỡ năm 2020 quá máy này. Nãy giờ mình cũng chưa coi nữa. Máy này cũng còn đẹp lắm. Lúa này trúng bông quằn sai luôn anh em ạ. Chấp lử ra. Xe kéo đang leo đề lên. Chắc cái lúa thẳng rang luôn à. Đẹp quá đẹp luôn. Cục không kịp luôn, hết bao luôn. Rồi xe kéo đang đi vô. Còn 100 thì bị gãy cái bạc đạn tay lắc à. Rồi xe kéo đang đi vô. Ba lớp luôn, quá khủng. Bóc bánh đầu lên kìa, khủng khiếp không.
nghiêng bên luôn. Ở đây nào ngay lúa trúng, quá trúng luôn, bông quằn sai hết luôn anh em ơi, khủng khiếp luôn. Ôi chắc cái lúa quá đẹp luôn nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em, đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.